Rồi. Tổ Hùng Dương mình sanh ra chúng ta đó, cho nên mới về với tham gia mặc áo dài khăn đóng nè. Rồi bây giờ sau đó mới nhớ tới Vũ Linh mình nói thằng em nó có với tôi cũng nhiều chục năm, nhưng sau này về thành phố thì mỗi đứa chọn hướng đi, nhưng mà bạn tình nghĩa anh em vẫn đậm đà. Vẫn như thôi, Vũ Linh nó mình nó đi thì tôi có đến tham gia và cầu nguyện cho Vũ Linh bữa nay nhân dịp về đây ghé thăm và đến thắp hương cho Vũ Linh nữa. Có ghé thăm anh Thanh Sang là kia bạn hiền của tôi mấy chục năm, A Di Đà Phật. Tôi chúc bà con khỏe mạnh nha. Chúc phú quý cả nhà. Rất là đông khán giả đến để chụp hình kỷ niệm với chú Phú Quý luôn cả nhà. Quá trời đông luôn cả nhà ơi. Quá trời đông rồi cả nhà. Quá cả nhà ơi. Chú rất là vui tính luôn. Mà sao hàm răng cũng trắng như chú? Trắng xịn á. Dạ. Răng rất là trắng luôn. Răng xịn à? Dạ. Đó ba má đẻ ta đánh bằng gì không? Dạ. Bằng than á. Gì hả? Hồi đó nhà quê đốt bằng củi á. Cà 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 vô cái muối đánh. Ồ, bí quyết. Đánh riết thời gian xúc hết đồng hồ cái nào đây. Dạ. Hàm răng của chú rất là trắng. Đông quá cả nhà ơi. Quá trời đông rồi. Anh em nhà YouTube bao quay rồi. Chú quý là đâu? Chú quý là đâu? Mọi người, mọi người rất là quý chú Phú Quý nha cả nhà. Trời ơi. Xe hòa viên đưa chú Phú Quý đi cả nhà. Ơi rất là đông luôn. Con đến chú
muốn đi luôn, cô quý không muốn đi luôn. Cô quý rất là quý bà con cô bác luôn nha, quý khán giả luôn cả nhà. Nghệ sĩ mà à, chú rất là gần gũi ha, gần gũi luôn á. Anh có thể chia sẻ về là chú quý là người như thế nào được không anh? Không, chú quý là người rất là vui vẻ, hoạt bát, dạ, cũng hoạt ngôn nữa. Dạ. Và ông là nghệ sĩ cũng cụ cội rồi, hôm nay là cũng lớn tuổi rồi mà sống rất vui vẻ, hòa đồng. Dạ. Tuyệt vời ha. Tuyệt vời. Hình dạ, như là em thấy là như là 10 người nghệ sĩ hài hình như đều ở ngoài đời là đều như là cái tánh thiệt của người ta luôn ha sao á. Đúng rồi. Ông dạ, bởi vì ông cái thống thọ đó vui mà dạ, nào cũng cười mà đặc biệt cái hàm răng của chú trắng cười ha, nó tinh luôn, hàm răng cười là cười than đúc bổ vậy. Ông cười hoài lắm. Dạ. Ờ, ok cảm ơn nha. Dạ. Có chị này mang hoa về nữa cô chú chị. À, có chị gái mang hoa đến biến nghệ sĩ ưu tú của Linh rồi cả nhà. Hôm nay rất là đông cô chú anh chị đến để biến của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha cả nhà. Từ sáng tới giờ đó là rất là đông luôn á. Cô chú anh chị xem là rất là đông người đến luôn. Thì hồi nãy là có chú nghệ sĩ Phú Quý đến để viếng, nhưng mà hiện tại là chú đang rất là bận rộn để tham dự lễ trên đình Hùng á cả nhà. Cho nên chú chỉ đến một xíu rồi đi liền. Cho nên vẫn không, anh em vẫn không có thời gian để trò chuyện với chú, để cho cô chú anh chị có thể hiểu rõ hơn. Đông lắm cả nhà ơi. Chú hồi nãy rất là vui tính luôn cả nhà, gần gũi với lại khán giả luôn, chứ không có phải là tôi là nghệ sĩ thì có khoảng cách với khán giả ABC các kiểu ha. Chú rất là vui tính luôn. À, cái mộc mạc gần gũi vậy thì nhân dân thì ai người ta cũng thương mến hết. Đông quá cả nhà. Đây chiếc xe hơi vừa mới đến đây cả nhà. Đó. Đó, chú Phú Quý là cũng là một nghệ sĩ gạo cội từ rất lâu lâu rồi cả nhà. Đến để thăm thắp nhang cho nghệ sĩ Phú Linh. À, chú Phú Quý là thời từ nghệ sĩ Thanh Sang đó cả nhà, chứ chú là năm nay nó cũng gạo cội lắm rồi trong nghề á. Thôi thì clip của em cũng dài rồi, em xin dừng clip tại đây. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy để lại một like, một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ em để có động lực ra những clip tiếp theo. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.